Bạn mình nha, hôm nay mình giới thiệu một sản phẩm nữa cũng mới về tại công ty Taiko luôn. Thì bữa giờ cũng nhiều anh em hỏi sản phẩm này thì hôm nay mình nhập về cho anh em xài trải nghiệm. Thì đây là thương hiệu Quách Quan các bạn. Quách Quan các bạn, người chơi xe cũng đã biết rồi ha. Quách Quan là thương hiệu đến từ Thái Lan. Thì sản phẩm này có công dụng là dùng để bảo dưỡng da, ghế da và lớp xe có số mình. Thì công dụng của nó là bạn trước khi xài á, mình lắp đều trước và tránh sử dụng sản phẩm này dưới nắng trực tiếp. Thì các bạn nhỏ một miếng này vào một xốp bọt biển hoặc là cái khăn mềm miệng á, mình đánh xoa đều lên ghế da mình, lắp lô ở dưới lớp xe. Công dụng của nó như cái chai mình đã ghi rồi, thì nó dùng để dưỡng, để hạn chế rạn nứt về da cao su và có một cái lớp bảo vệ trong tiêu UV các bạn nữa, và không, đặc biệt là không bám bụi các bạn, không bám bụi rất tốt. Thì sản phẩm này đang được bày bán tại công ty Taiko. Các bạn quan tâm và muốn mua sản phẩm này thì để lại số điện thoại bên dưới link này nha, hoặc là liên hệ trên số hotline dưới link này cũng được. Xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn các bạn theo dõi này ạ.